Viên Minh Chùa Tổ tìm về tái sinh. Bài thơ kinh viếng Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hẹn thề muôn kiếp nhân gian, rồi người trở lại khánh tiên một ngày. Ninh Bình bữa ấy mây bay, trắng như câu hát đã đầy chân như. 6 tuổi tìm trốn xuất gia, đến 5-8 tuổi đã là sa di. Y vàng ấm bước chân đi, người mang tâm Phật từ bi độ đời. Chiến tranh loạn khắp muôn nơi, vững tâm theo gót Như Lai một lòng. Sống đời thanh bạch như trăng, thảnh thơi tu giữa hồng trần phù du. Chẳng màng cảnh lớn chùa to, một mái chùa dáng nắng mưa tu hành. Sắn tay cày cấy nuôi thân, kiên trì tự học nên phần uyên thâm. Người dịch Bát Nhã Dư Âm, kinh Bách Dự luật tứ phần dựng xây. Đại từ điển Phật học còn đây, Pháp Hoa kinh đó viết dày đề cương. Lại thêm Phật Tổ Tam Kinh, Phật học là tuệ học, thắm tình Như Lai. Chỉ mong niệm Phật một đời, cầu kinh lặng sống trong ngôi chùa làng. Vô thường là lẽ nhân gian, khi chưa viên tịch đã toan dặn dò. Mai này Phật đón tôi đi, xin đừng tổ chức lễ nghi linh đình. Không tuyên tiểu sử dài dòng, không vòng hoa cúng, chỉ cần giản đơn. Niệm Phật tụng một thời kinh, xin cho thế giới hòa bình. Một 105 năm đến giữa đời, 85 năm hạ lạc sáng ngời chân như. Tháng 10 mây trắng tiễn đưa, hiu hiu ngọn gió khẽ lùa mắt cay. Nguyện cho cõi thế gian này, chúng sinh an lạc như thầy hằng mong. Lục hòa khắp chốn già lang, tựa thầy đã sống làm gương giữa đời. Nam mô Cực Lạc đón người, nguyện xin lại mọc giữa trời buổi mai. Một vì sao sáng muôn loài, vì sao chỉ lối ra ngoài u mê. Còn vương lời hẹn câu thề, Viên Minh Chùa Tổ tìm về thầy ơi. Mười ba giờ 24 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, Lương Đình Khoa.